Điểm đặc bôn giống chó thuộc tứ đại quốc huyện của Việt Nam. Ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều giống chó nhập cảnh, đa phần là những giống chó tên tuổi như Husky, Alaska, Corgi. Những giống chó thuần chủng Việt Nam mặc dù không phổ biến nhưng vẫn mang lại sức hút đối với giới chơi chó. Lọt vào hàng tứ đại quốc huyện, chúng là những giống chó gì và thần thái như thế nào? Hôm nay, Battle sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các bạn ngay. Chó hờ mông cọc đuôi, nguồn gốc. Chó hờ mông cọc hay chó mông cọc là một trong những loài chó cổ xưa nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện nay. Chúng được những người dân tộc Mông và những tỉnh vùng núi phía Bắc nuôi dưỡng từ rất lâu. Mục đích ban đầu của việc nuôi giống chó mông cọp của người Hà Giang là đi săn, nhưng xã hội dần thay đổi nên công việc hiện nay của chúng chủ yếu là giữ nhà. Ngoài Hà Giang, đến nay Hà Nội, Hải Phòng và Thái Bình đã xuất hiện nhiều chó hờ mông cọp. Đặc điểm: tên mông cọp xuất phát từ đặc điểm của chúng gần như không có đuôi, nếu có thì rất ngắn. Theo người dân bản địa và những người chơi chó lâu năm, chúng có ba kiểu đuôi là cọp tịt hẳn, cọp đuôi thỏ và cọp lửng. Có một chi tiết nữa là chó mông cọc thường xuất hiện những đốm lưỡi màu đen hoặc tím. Đây là một dấu hiệu nhân gian để phân biệt một chú chó khôn, thông minh và lanh lợi. Về bản tính, là loài tin cậy để dẫn theo săn bắt vì sự nhanh nhẹn, tinh khôn, đặc biệt là nhớ đường rất tốt. Là kẻ giữ nhà chuyên nghiệp với bản năng bảo vệ lãnh thổ cao, hung dữ với người lạ và trung thành duy nhất đối với chủ, nhìn đói đến chết chứ không ăn thức ăn từ người khác chủ. Thông tin ngoài, chó mông cọp bình thường sẽ có giá rất rẻ nếu bạn tìm mua ở trên các tỉnh vùng núi phía Bắc. Dao động sẽ chỉ từ 300.000 đến 1.500.000 đồng một bé. Tuy nhiên, giống cọp lửa hiện nay cũng rất ít và hiếm, nên nếu may mắn tìm được, có lẽ giá cũng phải 10 triệu đồng. Còn nếu bạn tìm mua ở những trang trại chó mông cọp Hà Nội, Sài Gòn hay các tỉnh khác, thường sẽ có giá cao hơn, dao động trong khoảng từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Chó Bắc Hà, nguồn gốc. Giống chó Bắc Hà được đồng bào hờ mông vùng Bắc Hà, Lào Cai nuôi trước làm chó săn, bạn đồng hành trong những chuyến đi rừng, sau là giữ nhà. Lâu nay, chúng được biết đến với tên gọi chung là chó xù hay chó xồm. Về đặc điểm, lông xù, cổ gáy thường có bờm như sư tử. Tuy nhiên, số lượng chó Bắc Hà có bờm cổ là không nhiều. Lông đuôi hình bông lau, giống đuôi sóc. Những con chó Bắc Hà có đuôi xù như này được cho là có tính phong thủy, là một con chó Bắc Hà đẹp. Về bản tính, chó Bắc Hà luôn đề cao cuộc sống bầy đàn. Chính vì thế mà nó có tính cách đặc biệt phục tùng và trung thành với người chủ của chúng. Là loài rất nhanh nhẹn và hoạt bát, phản xạ nhanh, nhạy bén, nên chúng là một trong những loại chó đặc biệt thông minh, dễ huấn luyện, rất kỷ luật và rất biết nghe lời chủ. Một con chó Bắc Hà 2-3 tháng tuổi sẽ có giá dao động trong khoảng từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng. Nếu đã qua huấn luyện thì giá sẽ tăng. Chó Phú Quốc. Về nguồn gốc, hai thân thể nổi trội là loài chó riêng của đảo Phú Quốc và từng là quân khuyển của quân đội nhà Nguyễn, xứng đáng nằm trong tứ đại quốc khuyển. Đặc điểm nổi trội với những loài chó khác là các xoáy lông ở trên sống lưng. Nó là một trong ba dòng chó có xoáy lông trên lưng trên thế giới. Ba loài chó đó là chó lông xoáy Thái Lan, chó lông xoáy Nam Phi và chó Phú Quốc lông đen hoặc vàng lửa. Bản tính: chó Phú Quốc thuần chủng có đặc điểm nổi bật chính là phần lông xoáy chạy dọc sống lưng. Ngoài ra, phần lông xoáy còn có thể xuất hiện ở hai bên cổ và sau mông. Chó Phú Quốc có càng nhiều điểm lông xoáy thì giá càng cao. Chó Phú Quốc là giống chó cực kỳ thông minh. Chúng có thể hiểu rõ các mệnh lệnh và thuần thục các bài tập chỉ sau vài lần học. Chúng chỉ ăn thức ăn do chính tay chủ đưa, khả năng trong nhà cực kỳ tốt. Chúng luôn nghe ngóng và cảnh giác với người lạ. Chó Dingo, Đông Dương, chó Lai. Nguồn gốc: đây là một trong những giống chó cổ xưa có nguồn gốc ở một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Việt Nam và ở một số vùng thuộc bán đảo Đông Dương. Đặc điểm là một dạng sói tại Việt Nam có sự kết hợp hài hòa về sức mạnh, khéo léo, uyển chuyển, nhanh nhẹn và dẻo dai. Chúng có khả năng chịu đựng thời tiết nóng bức, nhu cầu thức ăn và nước uống không nhiều. Bản tính hoang dã cao, thích săn bắt những loài thú nhỏ như chuột, chồn, rắn. Cơ quan thị giác, thính giác và khứu giác phát triển rất tốt. Công việc sử dụng sở trường, tìm kiếm và truy vết.